rất vui khi được đồng hành với quý vị và các bạn mỗi ngày trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Ít phút tới đây của chương trình, chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những tin tức mới nhất mà ban biên tập vừa mới tổng hợp được. Quý vị nhớ like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ tới nhiều người cùng xem. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong chương trình. Có khẩu trang nhưng không đeo, thanh niên thách thức công an, có bệnh thì cũng là quyền của tôi. Những con virus viết Facebook. Lần đầu tiên, hơn 6,2 tấn thiết bị y tế bay thẳng từ Mỹ về Việt Nam. Đại dịch giống Covid-19 có thể xảy ra trong 60 năm nữa. Có khẩu trang nhưng không đeo, thanh niên thách thức công an, có bệnh thì cũng là quyền của tôi. Quý vị thân mến, dù lực lượng chức năng đứng xa đủ khoảng cách, cố gắng giải thích, đối tượng vẫn lớn tiếng cho rằng đang bị xâm phạm thân thể. Tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, bên cạnh sự cố gắng của tuyến đầu, của người dân có ý thức thì vẫn đâu đó còn các đối tượng cố tình chống đối, không ý thức tự bảo vệ mình cũng như những người xung quanh. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên không đeo khẩu trang bị nhắc nhở liền cố cự cãi gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, thanh niên này cầm khẩu trang trên tay nhưng nhất quyết không đeo, bị đội kiểm dịch phát hiện ra và nhắc nhở, liền tỏ thái độ khó chịu. Tôi không mướn anh phục vụ tôi, anh hiểu không? Bây giờ anh về phục vụ cho vợ con anh đi, tôi không có mướn. Lực lượng chức năng cố gắng giải thích rằng hành động này đang vi phạm chỉ thị 16 của nhà nước. Mặc kệ công an vẫn đứng xa, nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng nam thanh niên vẫn cố hét ầm lên cho rằng mình đang bị xâm phạm thân thể. Vi phạm cái gì? Tôi làm ảnh hưởng tới ai? Tôi đụng chạm người này người kia thì mới là vi phạm. Tôi không có đụng chạm tới ai hết. Anh mới là người xâm phạm thân thể tôi trước tiên này. Bây giờ tôi đeo hay không là quyền của tôi. Tôi bệnh hay không là quyền của tôi. Hiện chưa rõ sự việc sẽ được giải quyết ra sao, đối tượng sẽ bị xử phạt thế nào. Nhưng dư luận vô cùng bức xúc với thái độ ý thức của thanh niên này. Chỉ sau khoảng 10 tiếng đăng tải lên mạng đã thu hút gần 1 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Phần lớn ai cũng cho rằng nam thanh niên này sẽ bị xử phạt thích đáng. Mình thật sự cáu khi xem được clip này, tại sao vẫn có những thành phần như thế này khi cả nước đang căng mình chống dịch chứ? Hãy xử phạt thật nặng vào ạ để cho nhớ, đã vi phạm lại còn thiếu hiểu biết, thách thức công an. Hành động bừa mà còn không nghĩ kết quả, chán cái ý thức thật đấy. Nể phục anh công an, gặp đối tượng như thế vẫn cố giữ bình tĩnh được. Những con virus viết Facebook. Quý vị thân mến, xin mượn lời nhà văn Nguyễn Quang Thiều để bày tỏ sự phẫn nộ với những anh hùng bàn phím, buông lời soi mói, giễu cợt những người lính đang giúp dân chống dịch. Hãy nhìn hai tấm ảnh đang gây niềm xúc động lớn lao trên cộng đồng mạng này. Anh thượng úy công an đang ngồi bệt dưới đất, cặm cụi, chăm chú viết lên mảnh giấy và bấm máy tính trên điện thoại, cũng đặt dưới đất, bên cạnh các phần rau củ đã được chia sẵn. Bức ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc anh lính, xin gọi chung các cán bộ chiến sĩ quân đội, công an bằng danh từ bình dị, thân thương này, ghi chép, tính toán sau khi đi chợ mua thực phẩm giúp người dân đang sống trong vùng dịch Covid-19. Tấm ảnh chụp vội, các cục vụn về có sức lay động trái tim bởi dáng vẻ mộc mạc của anh lính đang dốc lòng chăm sóc đồng bào mình, làm cả những việc mà chưa chắc anh đã quen như đi chợ, tính giá rau, cà rốt, cải thảo. Hai tấm ảnh được lan truyền bởi khả năng chạm vào trái tim của nó. Bên cạnh hình ảnh uy nghiêm bồng súng giữ trật tự chính trị, kiểm soát phòng chống dịch, người lính cũng rất gần gũi thân thương, sẵn sàng làm bất cứ việc gì dân cần. Và còn nhiều bức ảnh đẹp đẽ, xúc động khác cho thấy vai trò của các cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an ở vùng dịch phía Nam được đăng tải và lan truyền vài ngày qua. Trong hoàn cảnh cuộc chiến chống dịch đang cực kỳ cam go và căng thẳng, bao người đã mắc bệnh, đã mất đi thân nhân, đã trở nên túng thiếu, thậm chí phải lo ăn từng bữa vì dịch bệnh, mong mỏi ngày trở lại nhịp sống bình thường trước đây, sự hiện diện của người lính đem lại sự vững tâm và niềm tin tưởng. Tình quân dân, quan hệ cá nước trong thời bình thể hiện rõ nhất vào những lúc này. Vậy mà không thể hiểu nổi tại sao vẫn có kẻ cứng lòng đem những hình ảnh anh lính đang đi chợ giúp dân ấy chế giễu. Những kẻ này hoặc soi mói chuyện anh đi chân đất không lịch sự, hoặc bị bôi rằng thời đại 4.0 rồi mà còn tính toán ghi chép theo kiểu thô sơ như thế. Tệ hơn, có kẻ còn dựng clip chế giọng nói ngọng đậm chất địa phương của anh bộ đội đi chợ giúp dân để chia sẻ lên mạng xã hội như một trò vui. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều gọi họ là những con virus đang viết Facebook. Thật không có cách gọi tên nào chuẩn xác hơn. Thứ virus mang đầy sắc thái kỳ thị và thiếu thiện chí này cũng đáng sợ không kém SARS-CoV-2, bởi nó là virus của tâm hồn. Bất cứ ai có tấm lòng, có xúc cảm và sự nhân văn trong mình đều sẽ không nhìn vào thứ mà họ đang soi mói.
Sao không nhìn thấy những người lính đó đều có gia đình, bố mẹ, vợ con, anh em, người yêu, đã chấp nhận xa những người thân yêu nhất để đi vào vùng dịch, chưa hẹn được ngày về? Sao không nhìn thấy sự dũng cảm và hy sinh của họ khi chấp nhận nguy cơ mình nhiễm bệnh? Những con virus viết Facebook đó tự cho mình thông minh, sắc sảo, trí thức, nhưng lại thiếu khả năng thấu cảm và tình người để nhìn ra vẻ đẹp tận tâm của anh lính vụng về đang tập trung cao độ ghi chép từng mớ rau còn cá đó. Có thể mãi cao bằng phím, họ chưa từng đi chợ hoặc chưa đủ từng trải lịch duyệt để hiểu rằng không ít người đàn ông có thể dời non lấp bể, nhưng khi đi chợ hộ mẹ, hộ vợ lại có thể loay hoay đến toát mồ hôi. Chỉ kẻ vô ơn, vô cảm, trái tim lạnh giá mới ngồi săm soi, chế giễu những người đang xả thân vì đồng bào và vì tổ quốc. Và còn một điều nữa về vẻ đẹp người lính mà những kẻ chuyên tìm thứ để bị bô trên mạng không thể hiểu. Họ làm bất cứ việc gì mà đất nước đòi hỏi và nhân dân cần. Vì thế, sẽ có vô số lần đầu tiên ngây thơ vụng về để rồi trở thành những siêu nhân không gì làm không được. Và việc chống giặc Covid-19 cũng vậy. Trong trận đánh quyết định vào thành trì của đại dịch, họ sẽ thắng. Lần đầu tiên, hơn 6,2 tấn thiết bị y tế bay thẳng từ Mỹ về Việt Nam. Quý vị thân mến, rạng sáng nay, chuyến bay VN9 do Vietnam Airlines khai thác từ San Francisco, Mỹ đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài. Chuyến bay đưa 277 hành khách là công dân Việt Nam tại Mỹ về nước, đồng thời vận chuyển hơn 6,2 tấn trang thiết bị, vật tư y tế của kiều bào tại Mỹ gửi gắm, chia sẻ với đồng bào trong nước phòng chống dịch Covid-19. Đây là chuyến bay thẳng thứ hai giữa Việt Nam và Mỹ được Vietnam Airlines thực hiện trong năm 2021. Sau khi hãng được nhà chức trách Mỹ cấp phép khai thác 12 chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Đặc biệt hơn, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một chuyến bay do hãng hàng không Việt Nam thực hiện được cấp phép vận chuyển hàng hóa giữa hai quốc gia. Cụ thể, lô hàng đặc biệt với gần 400 kiện trên chuyến bay VN9 gồm 250 máy trợ thở, 5 máy thở, 9.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19, 600 bộ quần áo bảo hộ y tế, 2.500 tấm chắn giọt bắn và 60.000 khẩu trang y tế. Ước tính tổng giá trị của lô hàng khoảng 1 triệu USD. Toàn bộ số hàng này là kết quả đóng góp của cộng đồng người Việt tại Mỹ nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco trong việc chung sức hỗ trợ phòng chống dịch tại quê hương. Đại diện hãng hàng không quốc gia cho biết, với tính chất cấp thiết của lô hàng, chỉ trong thời gian rất ngắn, chưa đầy 3 ngày bao gồm cuối tuần, Vietnam Airlines đã khẩn trương và liên tục làm việc với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và nhà chức trách Mỹ để hoàn thiện các thủ tục vận chuyển lô hàng trên chuyến bay VN9. Trong đó, công tác xin phép vận chuyển hàng hóa là khâu khó khăn nhất vì các chuyến bay đưa công dân về nước vốn chỉ được chở khách và chưa từng có tiền lệ được chấp thuận chở hàng hóa. Việc cấp phép này đòi hỏi phải được sự thông qua của các cơ quan quản lý hàng không cao nhất Mỹ là Bộ Giao thông Vận tải DOT, Cục Hàng không Liên bang FAA và Cục An ninh Vận tải TSA đêm 23 tháng 8 theo giờ Việt Nam, chưa đến 8 tiếng trước khởi hành của chuyến bay VN9. Vietnam Airlines mới chính thức được nhà chức trách hàng không Mỹ cấp phép vận chuyển lô hàng đặc biệt trên. Nhờ sự đoàn kết của cộng đồng kiều bào tại Mỹ và các cơ quan, doanh nghiệp, hơn 6,2 tấn trang thiết bị, vật tư y tế trên chuyến bay VN9 sẽ tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu của ngành y trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. Sau khi hạ cánh tại Việt Nam, lô hàng này sẽ được Bộ Y tế tiếp nhận và phân phối đến các cơ sở y tế trong nước, đại diện Vietnam Airlines thông tin. Đại dịch giống COVID-19 có thể xảy ra trong 60 năm nữa. Quý vị thân mến, một nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại Mỹ tiến hành cho thấy một nạn dịch mới với sức ảnh hưởng lớn như COVID-19 có thể quay trở lại trong vòng 60 năm tới. Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại Đại học Duke, Mỹ tiến hành cho thấy tỷ lệ nhân loại có thể trải qua một đại dịch lớn tương tự như COVID-19 là khoảng 40% và có thể tăng lên đáng kể trong những năm tới. Được công bố trên trang web của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, nghiên cứu ước tính xác suất xảy ra đại dịch giống COVID-19 qua từng năm vào khoảng 2%. Những người sinh ra trong khoảng thời gian những năm 2000 ước tính có 38% cơ hội sẽ phải trải qua một đại dịch trong đời, hãng Sputnik dẫn thông tin từ bài viết cho hay. Theo đó, một nạn dịch lớn với những tác động tương tự COVID-19 có thể quay trở lại trong vòng 60 năm tới. Cường độ lây lan của dịch bệnh cho thấy các đại dịch cực đoan khác có thể xảy ra tương đối cao, một đặc điểm chưa từng được phát hiện trước đây do thời gian quan sát ngắn và phương pháp phân tích thụ động, các nhà khoa học viết.
Sử dụng các ước tính gần đây về tốc độ gia tăng dịch bệnh từ các khu vực có liên quan đến việc thay đổi môi trường, chúng tôi ước tính rằng xác suất xuất hiện của các đại dịch hàng năm có thể tăng lên gấp 3 lần trong những thập kỷ tới, các nhà khoa học nhận định thêm. Ngoài ra, sau khi nghiên cứu về đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử thế giới, dịch cúm Tây Ban Nha cướp đi sinh mạng của hơn 30 triệu người từ năm 1918 đến năm 1920, các nhà nghiên cứu cho rằng có một khả năng đại dịch có cường độ và sức ảnh hưởng lớn như vậy sẽ xảy ra trong vòng 400 năm tới. Cũng theo các nhà khoa học, một trận đại dịch có thể quét sạch toàn bộ sự sống của con người trên trái đất, có khả năng sẽ xuất hiện sau 12.000 năm nữa, Sputnik đưa tin. Điều quan trọng nhất cần rút ra là các đại dịch lớn như COVID-19 và cúm Tây Ban Nha có khả năng xảy ra trong tương lai tương đối cao. Tiến sĩ William Penn, phó giáo sư về sức khỏe môi trường toàn cầu tại Đại học Drew và là một trong những tác giả của bài nghiên cứu khẳng định. Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng nghiên cứu của họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các quốc gia phải biết phản ứng sớm và thích hợp với các đợt bùng phát dịch bệnh, đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng y tế cần thiết cả ở địa phương và toàn cầu.